Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, siêu đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị vỡ, Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc và cũng là con đập lớn nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Tuy đập Tam Hiệp mang lại nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng nếu con đập này vỡ thì Trung Quốc sẽ gánh chịu một hậu quả vô cùng kinh khủng. Theo một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post đưa tin, đập Tam Hiệp được khởi công xây dựng từ những năm 1994 và sau 15 năm, tức là vào năm 2009, con đập này mới chính thức hoàn thành. Được biết, đập Tam Hiệp xây chắn ngang một trong những con sông lớn nhất Trung Quốc, đó là sông Dương Tử. Thưa quý vị, có rất nhiều người cũng như là rất nhiều các chuyên gia hỏi rằng nếu vỡ đập Tam Hiệp thì Trung Quốc sẽ ra sao? Để trả lời câu hỏi này, một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệp là một trong những con đập lớn nhất của Trung Quốc và cũng là một trong những con đập lớn nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Con đập này giữ rất nhiều kỷ lục của thế giới. Thế nhưng, đập Tam Hiệp lại như con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm nếu như gặp phải sự cố. Trong đó có sự cố lớn nhất, đó chính là vỡ đập Tam Hiệp. Nếu như đập này bị vỡ thì nó sẽ nhấn chìm toàn bộ diện tích của Trung Quốc và Trung Quốc sẽ bị xóa sổ trên bản đồ của thế giới. Theo các chuyên gia cho biết, con đập sở hữu hàng loạt kỷ lục của thế giới, đặc biệt là vài điểm như sau. Con đập được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều cao 181 m, hồ chứa rộng nhất trải dài 610 km², hơn 102 triệu mét khối đất đã được chuyển đến để mở cho 27 triệu mét khối bê tông và 463 tấn thép, đủ để xây dựng 63 tòa tháp Eiffel, công suất lắp đặt khoảng 18 gigawatt. Cuối cùng là chi phí. Theo công bố bỏ ra để xây dựng con đập Tam Hiệp lên tới 23 tỷ đô la Mỹ. Theo nhiều chuyên gia thì con số thực tế có thể lên trên 30 tỷ đô la Mỹ. Đập Tam Hiệp có vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km² và tổng diện tích bề mặt nước khoảng tầm 1045 km², và con đập chứa lượng nước lên đến 42 tỷ tấn. Lượng nước này lớn đến mức làm trái đất quay chậm lại so với bình thường. Theo tính toán, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn, tàn phá và chỉ mất khoảng tầm 5 đến 10 phút, toàn bộ vùng hạ lưu của Trung Quốc sẽ bị xóa sổ. Toàn bộ dân cư hàng trăm triệu dân, kể cả các thành phố lớn của Trung Quốc sẽ bị cuốn ra khỏi Biển Đông. 1/3 diện tích của Trung Quốc, vùng thịnh vượng nhất bao gồm Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải, mà dân cư sinh sống sẽ bị chôn vùi trong nước lụt. Toàn bộ các di tích lịch sử mà Trung Quốc thường hãnh diện với cả thế giới, hàng ngàn năm nay sẽ bị tan biến trong nước lũ. Hàng ngàn thành phố lớn nhỏ sẽ bị chìm trong mực nước khoảng tầm 10 mét, và nếu như đập Tam Hiệp bị vỡ thì hàng chục ngàn nhà máy kỹ nghệ, xưởng đóng tàu thuyền, hãng sản xuất, hàng chế biến xuất khẩu cùng với tàu bè thương mại, kỹ nghệ du lịch sẽ bị tàn phá, ngập trong nước và cuốn ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc sẽ bị xóa sổ trên bản đồ của thế giới. Nếu như đập Tam Hiệp bị vỡ thì sẽ mất nguồn cung cấp điện khổng lồ, khi đó Trung Quốc sẽ lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ bị tàn phá, kinh tế bị suy sụp, đói kém, bệnh tật, bệnh dịch bị hoành hành tràn lan. Vâng, thưa quý vị, các vị đã hiểu được đập Tam Hiệp quan trọng với cả Trung Quốc như thế nào rồi. Và nếu xảy ra chiến tranh, không cần đánh đâu xa, chỉ cần đánh cho vỡ đập Tam Hiệp thì cả Trung Quốc sẽ bị xóa sổ, tổn thất về người và kinh tế nếu đập Tam Hiệp bị vỡ là không thể kể xiết. Thế nên đập Tam Hiệp được coi như tử huyệt của Trung Quốc. Cũng chính vì vậy mà Trung Quốc thậm chí bố trí hàng chục tiểu đoàn như bộ binh, phòng không, không quân, tên lửa xung quanh con đập này để bảo vệ ngày đêm 24/24 giờ. Theo các chuyên gia tính toán, trừ khi có một trận tấn công quy mô cực lớn nhằm vào con đập này hoặc một trận động đất chưa từng có xảy ra trong lịch sử thì con đập Tam Hiệp mới có thể bị vỡ. Thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là ai dám tấn công đập Tam Hiệp của Trung Quốc? Chuyên gia giả thuyết bởi 17 bí mật bị che giấu như sau. Vài ngày trước, một bức ảnh từ Google Maps cho thấy đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị biến dạng nghiêm trọng đã gây ra một cú sốc trong cộng đồng mạng. Nhiều chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc dự đoán và đưa ra lời khuyến cáo rằng đập Tam Hiệp cần phải bị phá bỏ. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất hành tinh và cũng là công trình gây nhiều tranh cãi nhất, được cho là có dấu hiệu biến dạng, trong khi các quan chức của Trung Quốc khẳng định công trình vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Theo Fox News cho biết, thì các chuyên gia làm việc tại đập Tam Hiệp của Trung Quốc, công ty thuộc sở hữu nhà nước khẳng định con đập có biến dạng khoảng vài mm do yếu tố nhiệt độ và mực nước thay đổi nhưng vẫn nằm trong phạm vi an toàn. Theo hãng Reuters, đập Tam Hiệp hiện là công trình thủy điện đắt giá nhất thế giới và gây ra nhiều tranh cãi nhất với cả Trung Quốc. Trong quá trình xây dựng con đập đã nhấn chìm rất nhiều ngôi làng, khiến hàng triệu người phải di chuyển đến nơi khác để sinh sống, làm thay đổi hệ sinh thái dọc theo bờ sông Trường Giang. Các nhà phê bình cũng đã chỉ trích dự án và cho rằng con đập làm tăng nguy cơ động đất và lở đất trong khu vực. Trước khi xây dựng, các nhà khoa học, địa lý, sinh học từ lâu đã cảnh báo việc xây dựng một công trình thủy điện khổng lồ ở khu vực đông dân như Tam Hiệp của Trung Quốc không chỉ đe dọa đến hệ sinh thái, môi trường sống của các loài động thực vật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa. Mưa ở Tam Hiệp trở nên ít hơn, hạn hán thường xảy ra thường xuyên hơn, bệnh dịch có nguy cơ tràn lan nhiều hơn. Đập Tam Hiệp từng được Trung Quốc tuyên bố là có khả năng chống chịu trước bom hạt nhân. Nếu vỡ đập, dòng nước chảy trên sông Trường Giang sẽ trở nên vượt mức kiểm soát và gây ra thảm họa trên diện rộng, trên toàn bộ diện tích của Trung Quốc và sẽ nhấn chìm Trung Quốc, xóa sổ Trung Quốc ra khỏi bản đồ của thế giới. Một khi đập Tam Hiệp vỡ, toàn bộ vùng hạ lưu dưới đập Tam Hiệp sẽ chịu tai ương, mà khu vực bao gồm của nó vừa vặn chính là lưu vực sông Tân Hoài, bao gồm các thành phố lớn nhỏ ở Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và Thượng Hải. Cư dân dọc theo tuyến này lên đến mấy trăm triệu người, có thể nói là tai họa có tính hủy diệt đối với dân tộc Trung Hoa. Đập thủy điện Tam Hiệp, ký sinh trùng trên thân con rồng khổng lồ Trường Giang. Theo phong thủy học, Trường Giang là long mạch của Trung Quốc, từ đầu nguồn cho đến cửa biển giống như từ đuôi đến đầu của một con rồng khổng lồ. Đập Tam Hiệp chính là một bức tường đá đè lên thân rồng, khiến phong thủy tốt lưu động tuần hoàn tự nhiên biến thành một đầm nước chết. Điều đó khiến cho vùng Trường Giang vốn kinh tế phát triển sôi động này đã biến thành vùng tai họa, ngày càng xuất hiện nhiều thảm cảnh thiên tai dịch bệnh như ngày nay. Có người đã nói ví von rằng nếu nói Trường Giang là một con rồng thì đập thủy điện Tam Hiệp là một con ký sinh trùng sống nhờ hút dinh dưỡng trên thân rồng. Một dân mạng có viết rằng khi xây dựng công trình thủy điện Tam Hiệp, tôi đang học cấp 3, thầy giáo có nói với chúng tôi rằng đập Tam Hiệp là một công trình vĩ đại có lợi ích cho mỗi người dân chúng ta bởi vì nó cung cấp lượng điện rất lớn, giá điện sẽ hạ xuống. Đến lúc tiền điện mỗi gia đình chúng ta sẽ giảm xuống. Nhưng điều chúng tôi thấy lại là 90 tỷ tệ, khoảng 300.000 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng đập Tam Hiệp, mực nước thượng du dâng lên ngập đất đai khiến rất nhiều hộ phải di rời. Chính quyền nói rằng phí di rời mỗi hộ là 30.000 tệ, khoảng 100 triệu đồng. Cuối cùng, chỉ có một bộ phận nhận được 10.000 tệ, khoảng 33 triệu đồng, còn lại chẳng thấy tăm hơi. Còn giá điện thì từ khi tôi học cấp 3 đến nay hoàn toàn không thấy giảm, trái lại hàng năm đều tăng. Đập Tam Hiệp đem lại tai họa, điều này đã được Hoàng Vạn Lý tiên tri cảnh báo. Tới nay, 11 điều đã ứng nghiệm rồi. Vùng châu thổ Trường Giang, vốn trù phú, hiện nay xem ra đã gần cạn khô. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hay là dưới góc độ phong thủy mà nói, thì đập Tam Hiệp đã áp chế long mạch Trung Quốc quá lâu rồi. Còn dưới góc độ khoa học tự nhiên mà nói, tai họa tự nhiên do đập Tam Hiệp đem lại quá nhiều, hoặc dưới góc độ nhân tâm mà nói, đập Tam Hiệp hoàn toàn là con trùng hút máu gây họa hại cho người Trung Quốc, cộng thêm khả năng động đất mà dự ngôn nói đến thì thật khủng khiếp. Quan trọng hơn là các cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói công trình Tam Hiệp của vấn đề là sự chuẩn bị để đổ trách nhiệm cho người khác, cũng giống như chiêu bài, mọi người đều nói thì đúng cũng thành sai, sai thành đúng. Vậy nên đập Tam Hiệp vỡ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tư tưởng nhân định thắng thiên chỉ là si tâm vọng tưởng của thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền. Người dân Trung Quốc cần phải đòi lại non xanh nước biếc của dân tộc Trung Hoa. Người Trung Quốc phải tự mình cứu lấy mình. Vì thế, Trung Quốc rất sợ đập Tam Hiệp bị vỡ. Thưa quý vị, trong các bản tin tiếp theo, chúng tôi sẽ đi sâu về con đập Tam Hiệp cho quý vị được rõ và nước nào trên thế giới là nước dám đánh sập con đập Tam Hiệp này của Trung Quốc và Trung Quốc bảo vệ con đập Tam Hiệp này như thế nào thì chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn vào các bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.